chào các bạn. Hôm nay mình sẽ review một số nội dung liên quan đến cuốn coloring book nổi tiếng gần đây, Lost Ocean của tác giả Joanna Bassford, phiên bản Việt Nam với tiêu đề Đại Dương Mất Tích do Thái Hà Book mua bản quyền và phát hành. Cuốn sách của chúng ta có giá bìa là 88.000 đồng. Ngày phát hành đại trà là ngày 27 tháng 10 năm 2015. Cuốn sách của chúng ta thì có tổng cộng là 84 trang chưa tính bìa, trong đó thì có 56 tranh với 2 tranh khổ lớn. Sau đây mình xin so sánh độ dày của cuốn sách này so với một cuốn sách quen thuộc khác cũng của tác giả Joanna Bassford, đó là cuốn Khu rừng bị phù phép. Như các bạn đã thấy, chúng ta hãy xem độ dày của hai cuốn sách này. Rồi, các bạn có thể chỉ nhìn thấy cuốn sách Khu rừng bị phù phép của chúng ta có 88 trang. Các bạn có thấy không? Tức là số lượng giấy thì không hơn kém nhau là mấy, nhưng mà độ dày thì các bạn cũng có thể thấy là cuốn Đại Dương Mất Tích của chúng ta hiện nay thì không dày bằng. Lý do vì sao thì một lát nữa mình sẽ giải thích. Sau đây là một số hình ảnh trong trang sách. Đây là áo bìa, như các bạn đã biết. Rồi, hoàn toàn có thể tô màu được trên áo bìa bạn nhé. Đúng với tên gọi của nó, Đại Dương Mất Tích. Cuốn sách với chủ đề chính là những sinh vật biển đã được tác giả của chúng ta biến hóa bằng nhiều họa tiết khác nhau, rất chi tiết, rất cầu kỳ. Các bạn có thể nhìn thấy đơn giản chỉ là hai chú cá ngựa thôi đúng không ạ? Nhưng rất đặc sắc. Nếu ai đó muốn tìm mua một cuốn coloring book chỉ để tô đơn giản, tô vui vẻ trong một vài phút là xong thì mình nghĩ đây không phải là sự lựa chọn tốt. Nhưng nếu bạn có muốn có một cuốn sách tô màu để đời, muốn có những bức tranh khiến bạn phải động não, khiến bạn phải tư duy, và khi tô xong thì cảm thấy tự hào về thành quả của mình, thì đây là một ý tưởng không tồi. Hầu hết các sinh vật biển đều có mặt. Cá mập các bạn ạ, rất thú vị. Một trong hai bức tranh mình khá ưng ý, bức tranh trái tim làm từ những chú cá heo và một bức tranh chú cá voi vô cùng dễ thương. Hy vọng là sẽ có một kiệt tác được ra đời. Để ý đến màu sắc các bạn ạ, thì nó sẽ được giải thích vào phần sau. Và đây, quà tặng của tác giả dành cho chúng ta. Các bạn hãy nhìn xem bức tranh khổ lớn của chúng ta như thế nào nhé.
Sau đây mình xin review về chất lượng giấy. Như đã nói lúc đầu, mặc dù số lượng trang giấy không chênh lệch nhau là lắm so với cuốn Khu rừng bị phù phiếm, nhưng đại dương mất tích trông có vẻ khả ái và mỏng manh hơn. Tuy nhiên các bạn đừng lo ngại, ở đây mình có một bức tranh tét màu. Đây, bức tranh này. Ở đây mình sử dụng Macrograph Fancy Khô loại 36 hộp giấy. Các chi tiết nền và cá mình sử dụng màu nước và tô theo kỹ thuật là wet on wet, tức là tô nước trên nước. Để đánh giá cho các bạn biết là cho dù chúng ta có đắp khá là nhiều lớp nước trên đây, nhưng mà các bạn thấy sau khi khô thì trang giấy của chúng ta vẫn rất là thẳng. À, ở đây có một số vết lem nhẹ, các bạn có thể nhìn thấy. Đây là do lúc đầu mình tô bằng bút dạ, nhưng sau đó phết nước thì đã không để ý là phết trúng. Đây cũng là một cảnh báo cho các bạn là nếu như chúng ta cứ kết hợp giữa bút dạ và màu nước thì hãy nên là tô màu nước xong, đợi khô rồi chúng ta hãy tô màu dạ lên để tránh tình trạng bị lem như mình. Đồng thời nếu ai có ý định là sử dụng marker cho trang giấy này thì cũng hơi thận trọng vì có thể là chúng ta sẽ hy sinh mặt sau. Chất giấy các bạn có thể cảm thấy là mỏng hơn so với lại Khu rừng bí mật hoặc là Khu rừng bị phù phép. Tuy nhiên, giấy trắng ngà không còn sáng, mặt giấy láng, bóng, tô ăn chì. Vì đây là cuốn sách tô màu chủ yếu dành cho màu chì mà, đúng không các bạn? Nên thường lo là mình sẽ không thể nào mà thỏa sức đối với cuốn sách này được các bạn nhé. Tại đây mình có tô thử hai con cá bằng cây chì neon của hộp màu khô Colin 36. Các bạn có thể nhìn thấy hiệu ứng rất tốt, đúng không ạ? Vậy là chì khô neon của cô Liên đã có đất dụng vỏ rồi các bạn nhé. Hy vọng là chúng ta sẽ có một cuốn sách tô màu đẹp. Chúc các bạn tô màu vui. Cảm ơn vì đã xem bài review này.